2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với các đệ tử của ông rằng pháp của ông không thể độ nhân vào thời kỳ mạt pháp. Đến thời kỳ mạt pháp, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế truyền chân pháp của vũ trụ và cứu độ chúng sinh. Vậy thời kỳ mạt pháp mà ông nói đến có phải là thời điểm hiện nay hay không? Xin thưa rằng đây là thời kỳ mạt pháp của thời kỳ mạt pháp. Thích Ca Mâu Ni giảng rằng sau khi không còn tại thế và trong vòng 500 năm, con người có thể chiều theo pháp của ta mà tu luyện. Còn sau đó, kể từ 500 năm trở đi thì pháp không còn được nữa, không thể độ nhân được nữa. Đó chính là thời kỳ mạt pháp. Thích Ca Mâu Ni đã không còn tại thế hơn 2.500 năm, tức là hơn 2.000 năm đến nay, pháp đã không thể độ nhân, rất khó để tu thành. Vũ trụ đang trong quá trình diệt và cuối cùng, tất cả mọi thứ đều biến thành bất hảo, đều biến thành bại hoại, và đều đang bị đào thải. Từng đợt bị đào thải, ngày một nặng nề hơn. Tu là tu sửa tâm tính, loại bỏ những thứ bất hảo, tiêu trừ những nghiệp lực, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, và đồng hóa với tiêu chuẩn của vũ trụ. Kính trời kính thần, làm người tốt, thiện lương, quay về văn hóa truyền thống, văn hóa thần truyền.